Với thế hệ trẻ, hoạt động thắp lửa truyền thống sáng mãi niềm tin là dịp để bày tỏ sự tri ân đối với thế hệ đi trước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc. Tối qua tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Vang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã tham dự lễ thắp lửa truyền thống cùng với hàng trăm đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Trong không khí thành kính trang nghiêm, lễ đài dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến công lao của những người con ưu tú của Tổ quốc. Và phần xúc động thiêng liêng nhất của buổi lễ chính là phần thắp lửa truyền thống. Ngọn đuốc truyền thống được thắp lên và truyền đến hơn 70 ngọn đuốc nhỏ, vừa là để nhắc lại truyền thống cách mạng hào hùng của những ngày khói lửa, vừa là để soi sáng niềm tin với thế hệ sau. Thắp lửa truyền thống sáng mãi niềm tin là một hoạt động được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thường xuyên nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những trang sử hào hùng của một thời hoa lửa. 45 năm đã qua, bên cạnh những chiến sĩ mãi mãi yên giấc ở nghĩa trang này, vẫn còn đâu đó nhiều anh hùng liệt sĩ nằm lại trên chiến trường. Tất cả chiến công bất khuất của thế hệ đi trước sẽ mãi là tấm gương sáng ngời để thế hệ hôm nay và mai sau noi gương, học tập. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo và tuổi trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tình nguyện đem hết sức mình, không ngừng phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.